Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy đến đây để giúp chúng ta trao đổi về một số vấn đề hay về cơ học, cũng như là nói đến những cái nhầm lẫn của các em trong quá trình làm các bài tập này. Trước tiên thì thầy xin trả lời một cái số cái câu hỏi mà một số học sinh đã gửi đến cho thầy. Đó là những cái câu hỏi dễ nhầm lẫn và câu hỏi khó. Thông thường các em nó có trả lời được 13 câu đầu. 13 câu đầu không thấy vấn đề gì. Nhưng đến những cái câu tiếp theo thì một số em đã thấy nảy sinh có những cái vấn đề. Trước tiên có một người bị nhầm câu số 2. Thầy chữa kêu câu số 2. Thực ra câu số 2 rất là đơn giản. Nội dung của câu thứ 2 như thế này. Một vật dao động điều hòa với tần số 1 Hz, biết tại thời điểm ban đầu vật đi qua li độ 5 cm theo chiều dương với vận tốc 10 cm/giây. Phương trình dao động của vật là có 4 phương trình. Thế thì thầy cứ chữa cụ thể cái đáp án này xem đáp án nào là chính xác. Trước tiên ở đây chúng ta thấy là 4 cái omega giống hệt nhau rồi thì thầy không cần tính omega nữa. Được chưa? Giờ chúng ta quan tâm đến gì? Chúng ta quan tâm đến biên độ và chúng ta quan tâm đến pha ban đầu. Được chưa? Biên độ thì ở đây người ta cho đã vận tốc và li độ thì chắc chắn các em sẽ sử dụng. Này, thầy nói với câu 2 này. Chắc chắn là các em sẽ phải sử dụng công thức là x bình cộng v bình chia cho omega bình bằng a bình. Ở đây vận tốc là cm/giây và li độ là 5 cm thì thầy không cần phải đổi gì nữa. Các em chỉ việc thay số vào thôi. Thì các em nhìn vào đây, 5 bình phương cộng với v là 10 pi chia cho omega, omega bằng 2 pi nhân với f, tức là 2 pi nhân 11, tất cả bình phương thì cái này bằng a bình. Rất dễ nhầm chứ chúng ta không cần phải là đặt máy tính làm gì. 5 bình phương bằng 25, 10 chia 2 bằng 5, tức là bằng 25 bằng a bình. Dễ dàng suy ra được a bằng 5 căn 2 cm. 2 căn 5, 5 căn 2 cm rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ, đúng rồi, bằng 5 căn 2 thì chúng ta sẽ loại được các đáp án B và đáp án D. Đấy là hai đáp án chúng ta loại. Còn nó chỉ có thể là đáp án A và đáp án C. Thế thì ở đây đáp án A và đáp án C là một cái âm, một cái dương. Thì thầy chỉ quan tâm đến cái dấu mà thầy không cần phải tính cụ thể nó bằng bao nhiêu. Thế thì người ta bảo là có li độ 5 cm, vẽ đường tròn đơn vị, đường tròn lượng giác ra. Đây là trục, trục nằm ngang là trục x, trục trục tung đây. Đây là 5 căn 2. Đây là trừ 5 căn 2. Đấy. Thế thì ở đây các em biết là qua li độ 5 cm theo chiều dương. Li độ 5 đây, 5 cm. Hoặc là điểm trên này, hoặc là điểm dưới này. Mà chúng ta đã biết chiều dương của vòng tròn lượng giác rồi, là chiều ngược chiều kim đồng hồ. Đi theo chiều dương thì chúng ta phải lấy điểm ở bên dưới. Hay nói cách khác là pha ban đầu phi này là một số nhỏ hơn không, phi nhỏ hơn không. Cho nên đáp án chúng ta phải chọn đó là đáp án A, 5 căn 2 cos 2 pi t trừ pi trên 6. Tiếp tục thầy xin chữa một cái câu, đó là câu 14. Câu 14 mặc dù không có ai em nào hỏi, chắc là biết rồi. Đó là cái sự sai lầm khi chúng ta quan điểm về vận tốc và tốc độ. Bây giờ thầy nói lại cho chúng ta thế nào là vận tốc, thế nào là tốc độ. Thế thì cái vận tốc là nói đến cái phương và chiều cùng độ lớn, tức là nói đến vector. Còn đây là vận tốc. Còn tốc độ thì chỉ nói đến độ lớn thôi. Tốc độ chỉ nói đến độ lớn. Tốc độ tức là độ lớn. Còn vận tốc nói đến cả phương chiều. Tức là nó có thể âm hay là dương. Và thứ hai nữa là phải biết độ lớn của nó bằng bao nhiêu. Đấy, độ lớn bằng bao nhiêu. Thế thì ở cái câu 14 này các em rất dễ sai lầm là
chúng ta hay chọn đáp án A, chỉ nói đến độ lớn bằng 25,12 thôi. Nhưng quả thực ở đây qua một cái ly độ thì nó có hai vị trí mà cùng vận tốc đó, có thể nó đang đi theo chiều dương, có thể đang đi theo chiều âm, thì nó phải là cộng trừ 25,12 cm. Câu 15 thầy cũng muốn nói, thứ nhất là một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2 giây, biên độ 5 cm, tính vận tốc trung bình của một vật trong một chu kỳ. Cái câu tính vận tốc trong một chu kỳ thì rất nhiều người nhầm lẫn. Thầy xóa câu số 2 đi, thầy viết này cho nó dễ hình dung. Câu số 15 là chúng ta tính vận tốc trung bình ở cái phần đại cương về dao động điều hòa, thì thầy đã hướng dẫn các em mà đưa cho các em một công thức, nhưng công thức đấy là công thức tính tốc độ trung bình trong một chu kỳ. Nó có công thức là V trung bình bằng gì nhỉ? 4A chia cho T, bởi vì trong một chu kỳ nó đi được quãng đường là 4A và thời gian mất là T. Nhưng ở đây người ta hỏi vận tốc trung bình. Vận tốc trung bình tức là lấy cái gì? À đây giờ thầy vẽ cái hình ra để chúng ta biết vận tốc trung bình khác chỗ nào. Thầy có vị trí thứ nhất, vật đi từ vị trí thứ nhất đi đến vị trí thứ hai, ví dụ theo con đường này chẳng hạn. Thì nếu mà tính vận tốc trung bình thì thầy phải tính đo quãng đường này được là bao nhiêu, là S bằng bao nhiêu, và thời gian đi được này là bao nhiêu. Sau đó chúng ta sẽ lấy S chia T thì ra tốc độ trung bình. Còn vận tốc trung bình thì phải làm như thế này. Vận tốc trung bình là chúng ta phải lấy cái độ dài của vector nối từ điểm đầu đến điểm cuối. Đây, đoạn này thì gọi là delta x. Thì vận tốc trung bình sẽ bằng delta x chia cho t, hay là delta t. Nếu ký hiệu là delta t thì là delta t. Thế thì rõ ràng là quãng đường đi được theo cái đường cong này nó khác với độ dài của vector 1,2 này. Đấy là cái điểm khác nhau. Mà câu này người ta hỏi là vận tốc trong một chu kỳ, tức là nó đi xuất phát từ một điểm, nó quay về chính điểm đó ban đầu. Thế thì cái độ chênh lệch độ dài delta x này bằng 0. Delta x bằng 0. Delta x bằng 0 thì suy ra vận tốc trung bình nó sẽ bằng 0. Vận tốc trung bình sẽ bằng 0. Cho nên rất nhiều học sinh nhầm lẫn cái đáp án này. Đáp án này thế cái gì hay lấy là 4A chia cho T là sai. Thầy sang câu khó, đó là câu 22. Một số học sinh hỏi thầy câu 22.
Thì tiếp tục chữa câu 22. Một lò xo có độ cứng K bằng 1 Newton trên mét lần lượt treo vào hai vật có khối lượng gấp 3 lần nhau. Thì khi cân bằng, lò xo có chiều dài lần lượt là 22,5 cm và 27,5 cm. Chu kỳ dao động của hệ khi treo đồng thời hai vật là bao nhiêu? Trước tiên thì tóm tắt cái câu này. Câu này người ta cho K bằng 1 Newton trên cm. Chưa chuẩn, cho nên chúng ta phải đổi ra đơn vị chuẩn, đó là 100 Newton trên mét. Khi treo một vật có khối lượng là M thì chiều dài của lò xo là L1 bằng 22,5 cm. Khi treo vật có khối lượng 3M thì nó có chiều dài khi ở vị trí cân bằng là 27,5 cm. Người ta bắt tính chu kỳ khi treo đồng thời hai vật, tức là khối lượng là 4M. Thì chúng ta cứ tính chu kỳ thôi, chúng ta cứ tính chu kỳ bình thường là T bằng bao nhiêu? 2pi căn bậc 2 của M trên K, mà ở đây là 4M chia cho 4M chia K. Cho nên ở đây chúng ta phải đi tìm cái tỉ số M trên K xem nó bằng bao nhiêu, đúng không? Thế thì chúng ta căn cứ vào cái sự kiện này, thầy vẽ lại cái hình. Ở vị trí cân bằng thì lò xo nó bị giãn ra một đoạn là delta L. Thì delta L và delta L nó sẽ bằng chiều dài ở vị trí cân bằng trừ đi chiều dài tự nhiên. Chiều dài tự nhiên. Thế thì ở vị trí cân bằng thì vật chịu tác dụng của hai lực, đó là trọng lực và gì? Và lực đàn hồi. Và hai này bằng nhau. Thế xét từng trường hợp. Trường hợp thứ nhất là delta L1 sẽ bằng L1 trừ đi L0. Cái đoạn này thầy gọi là chiều dài tự nhiên. Thế thì thầy sẽ có gì? Có biểu thức là F đàn hồi bằng P, tức là K nhân delta L1 bằng M nhân G. Có thể viết là delta L1 bằng MG chia cho K. Từ đây các em sẽ có cái biểu thức là gì? L1 trừ đi L0 bằng MG chia cho K. Làm tương tự thì thầy sẽ có delta L2 sẽ bằng 3MG chia cho K. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được L2 trừ L0 bằng 3MG chia cho K. Đầu bài không cho L0, cho nên chúng ta phải tìm cách triệt tiêu L0. Để triệt tiêu L0 thì chỉ trừ vế thôi, đúng không? Trừ vế thì thầy sẽ được điều gì? Trừ dưới cho trên đi thì sẽ được L2 trừ đi L1 sẽ bằng gì? Bằng 2MG chia cho K. Từ đó chúng ta phải tính được 4M chia K. 4M chia cho K thì bằng gì? L2 trừ L1 nhưng phải nhân với, nhân về 2 chia cho G. Đấy. L2 trừ L1 nhân 2 chia cho G, đúng không? Thế thì chúng ta có thể thay luôn vào cái biểu thức T đây. Thì thầy thay trước xem nó bằng bao nhiêu đã. Thay và chúng ta phải đổi ra mét bằng 27,5 trừ đi 22,5 thì bằng 5. Và phải đổi ra mét, tức là nhân 10 mũ trừ 2 nhân với 2 nữa chia cho 10. Thì ở đây
5 nhân 2 bằng 10 là hết, còn 10 mũ trừ 2. 4m trên k bằng 10 mũ trừ 2. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thay vào bằng 2pi căn bậc 2 của 10 mũ trừ 2 thì nó bằng 0,2pi, hoặc có thể viết bằng pi trên 5 giây. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án gì? Đáp án B. Thế đúng là đáp án B. Đây là nội dung của câu số 22. Như thế là các em đã hình dung ra một cái câu tưởng chừng như là nó đơn là phức tạp, nhưng mà khi viết ra biểu thức thì nó trở thành đơn giản, đúng không? Thế thì các em cứ xem người ta hỏi cái gì. Người ta hỏi cái gì thì là tìm xem cái công thức nào để trả lời cho cái câu hỏi đó. Từ đó mới lần ngược lại xem lý thuyết người ta nói cái gì. Lý thuyết cái đấy thì mình khai thác được điều gì từ lý thuyết. Thế thì quan điểm của thầy thì thầy bao giờ thầy cũng xoáy vào cái câu hỏi người ta hỏi gì. Thầy lấy ví dụ như là hỏi liên quan đến chu kỳ thì chắc chắn phải sử dụng công thức chu kỳ rồi. Sau đó nhìn vào đó, k biết chưa? K biết rồi thôi. M biết chưa? M biết rồi thì đương nhiên tính được. Còn m chưa biết thì chúng ta phải tìm các dữ kiện lý thuyết để tính được m. Đấy là một vấn đề. Cũng có bạn vừa hỏi thầy xem là câu số 6 làm như thế nào. Câu số 6. Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ là A. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ ly độ trừ A trên 2 đến vị trí có ly độ A trên 2. Cái bài này thì nếu mà bạn nào đã theo dõi bài giảng của thầy online thì chắc chắn sẽ trả lời được. Bởi vì đây thuộc cái dạng là ứng dụng vòng tròn lượng giác để tìm cái khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí x1 đến vị trí x2. Thầy có thể nêu cái lý thuyết của vấn đề này để cho các em hình dung. Trong quá trình làm thì các em cứ tiếp tục hỏi để thầy sẽ lần lượt giải đáp hết các vấn đề. Hy vọng rằng các em sẽ rõ hơn khi chúng ta chờ đợi theo dõi, đúng không? Chúng ta sang câu số 6. Câu số 6 tổng quát của nó là tìm thời gian ngắn nhất delta t min khi vật đi từ vị trí có ly độ x1 đến vị trí có ly độ x2. Thế thì cái bước làm đầu tiên thì chúng ta phải vẽ cái vòng tròn lượng giác ra cái đã. X đây, A đây, trừ A đây, 0 đây. Thế thì x1 ở đâu? Đầu tiên chúng ta phải xác định là vị trí của chuyển động tròn đều trên vòng tròn lượng giác là ở đâu. Thầy giả sử x1 ở đây. Giả sử với điều kiện đầu bài thì x1 ở đây. Thì thầy có vị trí thứ nhất tương ứng với một cái bán kính đầu tiên. Sau đó thầy giả sử x2 nó nằm ở đây. Với điều kiện nào đó thầy sẽ có x2 thì gióng lên đây. Gióng lên đây thì thầy có x2. Thế để tính được thời gian nó đi từ x1 đến x2, trước tiên chúng ta phải xem là cung nào thì mới là nhỏ nhất. Được chưa? Cung nào nhỏ nhất? Ví dụ như ở đây cung này đi từ x1 đến x2 là cung này nhỏ nhất. Còn đi từ x1 vòng xuống dưới đây đến x2 thì là dài hơn, không được. Được chưa? Thế thì thầy cần phải tính góc này. Tính góc này thì chúng ta phải sử dụng gì? Hàm số cốt. Cốt bằng kề trên huyền, sau đó suy ra góc từng góc nhỏ này bằng bao nhiêu, xong cộng lại và từ đó tính được delta t min. Thầy gọi góc này là góc alpha thì sẽ bằng alpha chia omega. Omega này thì xem ở đề bài.
Bây giờ thầy quay trở lại cái dữ kiện cụ thể của bài số 6, câu 6 thì thầy giải. Dữ kiện cụ thể của câu số 6 đó là đi từ vị trí có ly độ là -2 đến vị trí có ly độ là -a/2 đến vị trí có ly độ là +a/2 mà là ngắn nhất. Rồi thầy cứ vẽ lại cho nó rõ ràng. Đây là a này. Đây là -a này. Đây là x này. -a/2. Đây là -a/2. À đây, thế thì nó có vị trí 1, vị trí 2 ứng với -a/2. Tiếp tục đến vị trí a/2. À x2 bằng a/2 cũng có hai vị trí. Thế thì đi từ đâu đến đâu là ngắn nhất? À nếu có thể -a/2 đến a/2 đến đây, hoặc có thể nó vòng theo đường này. À để biết thì bao giờ người ta cũng xoay theo cái chiều ngược chiều kim đồng hồ. Đấy. Thế thì có hai trường hợp xảy ra. Ba trường hợp chứ. -a/2 đến a/2 đây, hoặc là từ -a/2 đây đến đây, hoặc từ đây đến đây. Thế con đường nào ngắn nhất? À, con đường nó chỉ đi từ đây đến đây là ngắn nhất, cho nên thầy tính góc. Tính góc này. À chắc chắn nó có tính đối xứng, bởi vì là -a/2 với a/2. Khi tính chỉ cần tính một góc nhỏ này thôi, góc nhỏ này thôi. Đấy. À, nhân đôi nó sẽ ra, đúng không? Thì nhìn vào đây, nếu mà vẽ chính xác thì nhìn vào có thể suy ra được góc bằng bao nhiêu. Thế thì không cần đến tính đến hàm cốt. Đây. Thầy ước chừng góc này 30 độ, và thông thường chúng ta làm nhiều, chúng ta quen ứng với a/2 thì góc này bằng 60 độ, góc này bằng 30 độ thì góc này bằng 30 độ. Cho nên tổng alpha lúc này bằng bao nhiêu? 60 độ. 60 độ tức là pi trên mấy? Pi trên 3. Pi trên 3 mà ở đây người ta cho chu kỳ là t, biên độ là a. À, thế thì thầy cần tính theo t, bởi vì đây không có omega và phải tính theo t. Tính theo t thì làm như nào? Delta t bằng alpha chia cho omega, mà ở đây không có omega thì bằng 2pi chia t, thì nhân nghịch đảo lên là 2pi nhân với t, đúng không? Ở đây thay pi trên 3 vào là pi trên 3 chia cho 2pi nhân với t, thì cái này sẽ bằng 1/6 nhân với t, tức là t trên 6. Thế thì đáp án của chúng ta là thời gian của nó là t trên 6. Thế có bạn nào hỏi cái gì liên quan đến cái câu hỏi số 6 này không? Có thắc mắc gì không? Thì chúng ta tiếp tục comment để thầy có thể là sẽ giải đáp những cái điều mà chúng ta chưa hiểu trong quá trình thầy hướng dẫn, để làm thế nào đấy qua hôm nay chúng ta sẽ biết một cái cách giải một cách rõ ràng nhất, để hôm sau gặp bài này sẽ thuộc dạng này, chúng ta làm dễ dàng hơn. Tiếp tục câu số 7 đi. Câu số 7 cũng có một cái lý thuyết chung. Thầy đọc lại câu hỏi đã. Thế thì thầy sẽ nói xem là câu hỏi kiểu như thế nào thì sẽ dùng kiến thức nào. Một dao động điều hòa với phương trình là x bằng 4 cốt là 4 cốt 4 pi t cộng pi trên 3. Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian delta t bằng 1/6. Khi nói đến khoảng thời gian, khi nói đến thời điểm, bao giờ cũng dùng đường tròn lượng giác hay là vòng tròn lượng giác. Đấy là cái điều chúng ta lưu ý đầu tiên. Kiểu gì cũng dùng đến vòng tròn lượng giác. Thế bây giờ, đây là bài toán gì? Đây là bài toán tìm quãng đường lớn nhất. Thầy không nhớ kỹ nhưng mà nó khoảng bài số dạng số 4 hay dạng số 5 gì đấy của cái chuyên đề ứng dụng vòng tròn lượng giác để giải các bài tập mà bài toán dao động điều hòa. Thì các em xem lại clip của thầy thì các em sẽ rõ được điều này. Nhưng thầy sẽ nhắc qua cách làm dạng này như thế nào. Trước tiên thì chúng ta phải xét đến hai trường hợp. Thầy xin phép ghi đến đây. Nói đến câu 7, lý thuyết của chúng ta là tính quãng đường đi được lớn nhất trong một khoảng thời gian delta t nào đó. À, thế thì nó xảy ra hai trường hợp. Nếu mà delta t
mà lớn hơn không, đương nhiên là lớn hơn không rồi, và nó nhỏ hơn t trên 2. À, nếu mà delta t lớn hơn không, nhỏ hơn t trên 2 thì quãng đường nó đi được lớn nhất thì là một góc đối xứng thông qua trục tung. Đây, chúng ta sẽ vẽ cái góc đối xứng lên. À, góc alpha này nó phải đối xứng thông qua trục tung. Còn quãng đường nhỏ nhất là đối xứng thông qua trục trục OX này, trục hoành này này. Thế thì góc alpha này tính như nào? À, alpha sẽ bằng omega nhân với delta t, sau đó chia đôi ra. Thế thì tính cái hình chiếu như nào? À, quãng đường đi được chính là hình chiếu của góc alpha này này. À, đây, đây là quãng đường đi được này. Thế thì nếu mà delta t lớn không, nhỏ hơn t trên 2 thì các em nhớ thầy, quãng đường đi được lớn nhất đối xứng thông qua trục tung. Quãng đường đi được nhỏ nhất thì đối xứng thông qua trục trục hoành. Còn nếu mà delta t mà lớn hơn t trên 2 mà nhỏ hơn t, à thì nó lại lại ngược lại. Quãng đường đi được lớn nhất lại đối xứng thông qua trục trục hoành. Quãng đường đi được nhỏ nhất sẽ đối xứng thông qua trục trục tung. Nhớ đấy. Thế thì thầy quay trở lại bài này, muốn biết là ứng dụng ở phần 1 hay phần 2 thì cần thầy cần phải tính cái gì? À, thầy phải xem là delta t đấy nó có lớn hơn một nửa chu kỳ hay nhỏ hơn một nửa chu kỳ. Delta t đầu bài này cho các em là bằng 1/6 giây, đúng không? Đầu bài cho delta t là 1/6 giây. À, nếu mà không quan tâm đến delta t thì chúng ta phải quan tâm đến cái góc alpha. Nếu góc alpha nhỏ hơn 180 độ thì chúng ta thấy rằng dài nhất là đối xứng thông qua trục tung. Đấy. Thế thì ở đây thầy cứ tính delta t là 1 này, à, xác định delta t và thầy tính chu kỳ t này. T bằng gì? T bằng chu kỳ t bằng 2 pi trên omega. Omega ở đây người ta cho bằng 4 pi. Thế thì dễ dàng tính được là 2 pi chia cho 4 pi bằng 1/2 giây. Nếu mà thầy tính t trên 2 thì nó bằng 1/4. Thế thì cái nào lớn hơn? À, delta t nhỏ hơn t trên 2. Thế thì chắc chắn quãng đường đi được lớn nhất sẽ là đối xứng thông qua trục trục tung. Thế thì thầy phải tính alpha. Alpha bằng gì? Delta t nhân với omega. 1/6 omega bằng 4 pi thì cái này bằng 2 pi trên 2 pi trên 3. Thì quay trở lại hình này, đối xứng thì thầy chỉ cần phải xác định một bên rồi. 2 pi trên 3 thế thì mỗi góc nhỏ này sẽ bằng pi trên trên 3. Đây là pi trên 3 thì chiếu xuống. Đây pi trên 3 thì đây là pi trên 6. Thầy sẽ tính được cái đoạn này, đoạn S này. Thế thì S max bằng gì? Trước tiên thì bằng 2 lần cái đoạn ngắn này đã, đúng không? 2 lần đoạn ngắn này thì cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân gì? Nhân cốt góc kề, tức là bằng A nhân cốt của pi trên 6. Mà cốt của pi trên 6 là bằng căn 3 trên 2, đúng không? Thế thì cái này nó sẽ bằng A căn 3. Mà A đầu bài cho là 4, cho nên kết quả của nó là 4 căn 3 cm. Được chưa? Đây là cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Nhưng sẽ có bạn nhầm. Tại sao có bạn hỏi thầy là: thưa thầy, tại sao đáp án em giải ra nó là 4 cm? Có lẽ là bạn đó nhầm là quãng đường đi được lớn nhất là đối xứng thông qua trục trục hoành. Khi đối xứng thông qua trục hoành thì quả thực rằng chúng ta tính nó bằng 4 cm, bằng 4 cm, đúng không? Nếu mà các em làm thì các em sẽ thấy điều đó. Trong khi chờ đợi các câu hỏi của các bạn khác và câu hỏi trao đổi lại về những cái câu thầy vừa chữa, thì thầy xin tiếp tục trao đổi với chúng ta câu 23. Thế thì câu 23 làm như thế nào? À, câu 23,
hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau, cùng vị trí cân bằng. Phương trình dao động của các vật lần lượt là x1, x2 đã cho rồi. Có mối quan hệ của x1, x2. Tại thời điểm T, vật thứ hai đi qua vị trí có ly độ x2 bằng 4 căn 3 và vận tốc là 8 căn 3 cm trên giây. Khi đó vật thứ nhất có tốc độ bằng bao nhiêu? Người ta hỏi tốc độ nhé, tức là người ta hỏi đến độ lớn của vận tốc. Thế thì bài này chắc chắn sẽ có nhiều người bị loay hoay chả biết làm như thế nào. Bài này rất lạ, rất lạ. Nhưng nếu mà để ý kỹ thì các em thấy nó chính là bài tổng hợp hai dao động. Nhưng mà tổng hợp hai dao động thì khai thác được cái gì ở đây? Chưa khai thác được cái gì liên quan đến tổng hợp dao động cả. Mà chỉ cần biết được là hai anh này là hai dao động có một mối quan hệ lẫn nhau. Thầy xóa cái này đi cho tiện trao đổi về cái câu 23. Thế thì một về mặt nguyên tắc là người ta hỏi tốc độ. Có những công thức nào liên quan đến tốc độ? Công thức là V bằng X phẩy, tức là bằng trừ A omega sin omega T cộng phi. Cái này có dùng được không? Có đâu, chả có. Chả biết T nó là bao nhiêu, cho nên chắc chắn phải sử dụng công thức khác. Và sau khi lần lượt so sánh các công thức thì có một công thức chúng ta hay sử dụng nữa. Bởi vì ngay ở trường hợp này người ta nói tại thời điểm T, vật thứ hai đi ngang vị trí có ly độ x2 bằng 4 căn 3 cm với vận tốc. Thế thì có vận tốc, có ly độ thì nhớ cho thầy một công thức liên hệ là gì? Là x bình cộng V bình trên omega bình bằng A bình. Thế thì ở đây người ta bắt tính V1. Tính V1 thì chúng ta phải biết được cái gì? Chúng ta sẽ phải biết được x1 V1 bình phương chia cho omega bình phương bằng A1 bình. Hai anh này có cùng tần số góc, nhìn phương trình đã biết. Đấy. Thế thì về mặt nguyên tắc thì phải biết A1 và biết x1 và omega. Đấy. Thế thì chúng ta phải khai thác để tìm ra x1, A1. Nếu không tìm được đại lượng nào thì phải có cách triệt tiêu đại lượng đấy đi. Đúng không? Thế thì ở đây thầy có thể viết là V1. Thầy không biết omega thì sẽ có V1 trên cho omega bình sẽ bằng A1 bình phương trừ x1 bình phương. Tương tự như thế thầy sẽ có V2 bình phương chia cho omega bình phương bằng A2 bình phương trừ đi x2 bình phương. Omega không biết, omega không biết, V2 biết, V1 chưa biết. Thầy chia đi, đúng không? Thầy sẽ chia được là V1 trên V2 tất cả bình phương bằng gì? A1 bình phương trừ X1 bình phương chia cho A2 bình phương trừ đi X2 bình phương. Dựa vào công thức này thầy sẽ tính được V1. Nhưng cái vướng mắc là chỗ nào? Vướng mắc chỗ chả biết tính A1 như thế nào. Biểu thức đấy nhưng chả biết là tính như nào. X1 có thể tính được. Tại sao thầy nói có thể tính được? Bởi vì có một biểu thức liên hệ giữa x1 và x2 là 32 x1 bình phương cộng 18 x2 bình phương bằng 1152. Tất nhiên là phải tính theo cm vuông, tức là x1 x2 đang tính theo cm. X2 biết bằng bao nhiêu? X2 bằng 4 căn 3. Từ đó sẽ suy ra được x1. X1 bằng, bây giờ thầy sẽ tính ra được x1. 4 căn 3 bình phương tức là 44 16. Căn 3 bình phương là 3, 16 nhân 3 48, chỗ là x2 bình phương thì bằng 48. 48 nhân 18. 48 nhân 18. Rồi, lấy 1152 trừ đi số này. 1152 bằng 288. 288 thầy chia cho 32 thì x1 bình phương của nó sẽ bằng 9. Thế thì x1 thầy dễ dàng suy ra độ lớn thôi nhá. Chỗ này chúng ta chỉ suy ra độ lớn của x1 sẽ bằng 3 cm. X1 biết rồi,
x1 biết, x2 biết. Bây giờ thầy còn phải đi loay hoay tính a1, a2. À, chúng ta chưa sử dụng đến dữ kiện của đầu bài. Tiếp theo đó là hai phương trình. À, phương trình thứ nhất là x1 bằng gì? Bằng a1 cos omega t. x2 bằng a2 cos omega t trừ pi trên 2. Nếu bạn nào khá toán một chút, tinh ý ra một chút thì sẽ thấy là cái này chính bằng cái gì đấy? À, a2 sin omega t. Thế thì khám phá ra được cái gì? Khám phá ra cái gì? Bình phương hay vế ra. À, chúng ta sẽ thấy là chắc là cos bình cũng sin bình bằng 1. À, muốn cos bình sin bình bằng 1 thì chúng ta phải chuyển a1 xuống đây, tức là x1 bình phương chia cho a1 bình phương cộng với x2 bình phương chia cho a2 bình phương bằng 1. Công thức này, à, mà nó đúng cho mọi x1, đúng cho mọi thời điểm. Thì ở thời điểm nào đó thì x1 bằng bao nhiêu, x2 bằng bao nhiêu thì thay vào nó luôn luôn bằng 1. Thế bây giờ tính a1 a2 như thế nào? À, thầy cứ giả sử thầy có cho x1 bằng 0. Thầy giả sử tại một điểm thời điểm nào đó x1 bằng 0 thì gì suy ra? À, x2 sẽ bằng a2. Bây giờ thầy tính x2 ở đâu? x2 ở đâu? Thầy quay về phương trình này. À, phương trình này thầy đóng khung lại nha. À, thầy đã giả sử x1 bằng 0 rồi thì x2 của thầy sẽ tính là 1152 chia cho 18 bằng bao nhiêu? Bằng 64. Thế thì x2 lúc này bằng 8. À, thế thì cái này nó bằng 8 cm nha. Tức là tôi giả sử x1 bằng 0 thì tôi thay ở đây tôi biết x2 bằng 8. Thế thì suy ra a2 bằng 8. Tương tự như thế thầy lại giả sử x2 bằng 0. À, thì thay vào phương trình này thì sẽ suy ra được là x1 bằng a1. À, x2 bằng 0 lại thay vào đây thì thầy được cái gì? À, x2 bằng 0, cái cụ này bằng 0. Thầy lại tiếp tục có 1152 chia cho 32 bằng 36. Thế thì x1 của thầy nó sẽ bằng a1 và bằng 6 cm. À, thầy đã có a1, thầy có a2, thầy có x1, thầy có x2 theo đầu bài. À, thế thì thay vào đây. À, thay vào biểu thức sau này. Thế từ sau thầy sẽ có cái gì? Sẽ có V1 trên V2 tất cả bình phương bằng A1 bình phương, tức là 6 bình phương, trừ đi X1 bình phương, tức là 3 bình phương, chia cho A2 bình phương, tức là 8 bình phương, trừ đi X2 bình phương, tức là 4 căn 3 tất cả bình phương. Thì cái này thầy sẽ có V1 chia V2 tất cả bình phương bằng 6636, 36 trừ đi 9, 36 trừ đi 9 thì bằng 27. Rồi, 8864, chỗ này lúc nãy thầy tính được là 16 x 3 là 48, 64 trừ 48 sẽ bằng 16. Khai căn ra thì thầy sẽ được V1 trên V2, tất nhiên là thầy nói về độ lớn, thì nó sẽ bằng 3 căn 3 chia cho 4. Thế thì thầy sẽ có V1 sẽ bằng 3 căn 3 chia 4 nhân V2. Đầu bài cho V2 rồi, 3 căn 3 nhân V2. V2 thì đầu bài chúng ta cho là 8 căn 3 nhân 8 căn 3 chia cho 4. À, 8 chia 4 bằng 2. 2 nhân 3 là 6, nhân với 3 nữa. À, 6 3 18. 18 cm trên dây. Tất nhiên đây là độ lớn, đúng không? Tốc độ. Vậy tốc độ của nó là 18 cm trên dây. Bài này đòi hỏi cái tính chịu khó, đòi hỏi gì? Việc chúng ta tính toán một cách nhanh chóng. Thế thì qua bài này nhớ cho thầy, khi nó có cái dạng là
lệch nhau một góc pi trên 2, hay nói khác là chuyển về sin và cos thì chắc chắn sẽ sử dụng cái biểu thức là sin bình cộng cos bình bằng bằng 1, và phối hợp với các dữ kiện khác kiểu gì cũng ra. Đấy là câu số 23. Thầy tiếp tục hướng dẫn một cái câu, đó là câu 25. 25 là cái câu mà học sinh cũng kêu khó. À, nó là cái dạng mới nhá. Dạng này là anh Bộ Giáo dục là anh rất thích đấy. Là anh có cái yếu tố lạ, có yếu tố lớp 10, lớp 11. À, cái này có yếu tố lớp 10. Đấy, cho nên bài này về mặt lý thuyết thầy phải nhắc lại một chút. Lý thuyết thầy phải nhắc lại một chút. Tuy nhiên giờ sẽ khó ra kiểu này. Nếu em nào quay trở lại cái thời mình học lớp 10 sẽ biết là câu này sẽ khó có thể ra. Lý do nó liên quan đến lực ma sát nghỉ, mà lực ma sát nghỉ đã giảm tải trong chương trình học lớp 10. Đấy. Nhưng những người học nâng cao vẫn có nói về lực ma sát nghỉ, cho nên thầy cứ chữa bài này. Trước tiên thầy nói về hai vật đặt trên nhau, và cái hệ số ma sát nghỉ đặt trên nhau thầy gọi là μ. À, đây là m2, đây m1. Giả sử m1 nó chuyển động sang đây, sang bên phải với gia tốc a nào đó. Giả sử m1 chuyển động sang phía bên tay phải một gia tốc a nào đó. Thế thì khi xét chuyển động của m1 m2 trên m1 thì thầy phải xét gì? Xét hệ quy chiếu gắn với m1. Mà anh ấy chuyển động với gia tốc thì chúng ta gọi là hệ quy chiếu. Hệ quy chiếu gì? Hệ quy chiếu phi quán tính. À, hệ quy chiếu đứng yên hoặc hệ quy chiếu chuyển động thẳng đều thì đấy là hệ quy chiếu quán tính, còn ngược lại là phi quán tính. Mà trong hệ quy chiếu phi quán tính thì có thêm một lực gọi là lực gì? Lực quán tính. Nó luôn luôn ngược chiều với a. Thầy giả sử như thế này thì lực quán tính F quán tính, quán tính nó ngược như thế này. Đấy, thế thì làm cho anh này sinh ra một cái lực ma sát nghỉ, F ma sát nghỉ. Đấy. Thế thì điều kiện để nó không trượt trên nhau là gì? Là gì? À, là cái F ma sát nghỉ này này. F ma sát nghỉ cực đại, F ma sát nghỉ mắc. Đấy. Tức là bằng μ nhân n, và trong trường hợp nằm ngang này là bằng μ m g. Đấy. Thì F ma sát nghỉ cực đại nó phải thỏa mãn điều kiện là nhỏ hơn hoặc bằng lực. À, xin lỗi, là ở đây là F ma sát nghỉ luôn luôn phải nhỏ hơn hoặc bằng lực ma sát nghỉ cực đại, tức là F ma sát nghỉ mắc. Ma sát nghỉ mắc thì cái này nó bằng mu m g. Đấy, thế thì lực ma sát nghỉ lại bằng gì? Bằng lực quán tính, bởi vì nó nằm yên. Nằm yên thì hai lực nó phải triệt tiêu cho nhau, chứ chiêu nhau mới làm yên được. Cho nên người ta hay thay cái lực ma sát nghỉ này bằng F quán tính nhỏ hơn hoặc bằng μ m g. Thế kép quán tính về độ lớn nó là bằng m nhân a nhỏ hơn hoặc bằng μ m g, tức là a phải nhỏ hơn hoặc bằng μ nhân với g. Đấy, gia tốc. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại với cái bài toán số 25. Nếu mà để ý ra thì bài này chúng ta làm rất nhanh, không có gì khó khăn cả. Bài này cái nào gây ra gia tốc cho anh M1, M2? Cái nào? À, đó là gia tốc của dao động điều hòa. Đúng không? Gia tốc của dao động điều hòa. Được chưa? Thế thì ở đây chúng ta lắp trở lại bài 25.
A phải luôn luôn nhỏ hơn mi g, nhưng mọi a đều phải nhỏ hơn mi g. Đây này, nhỏ hơn với mọi a. À, ở đây một chuyển động bình thường với gia tốc a không đổi thì không nói làm gì. Nhưng đối với bài gì? Bài dao động điều hòa, đối với trường hợp dao động điều hòa của con lắc lò xo thì mọi gia tốc a đều phải thỏa mãn điều này. Tức là a mắc cũng phải nhỏ hơn hoặc bằng nguyên nhân vi g. Thế a mắc của thầy được tính theo công thức nào? À, a mắc thì chúng ta sẽ tính theo công thức nào nhờ? Học rồi, a nhân với omega bình, đúng không? Nhỏ hơn hoặc bằng mi g. Thế thầy sẽ có a nhân với k chia cho m, nhỏ hơn hoặc bằng mi g. Thế thì a sẽ nhỏ hơn hoặc bằng mi g nhân m chia cho k. Bây giờ thầy mới thay số, đúng không? Thầy thay số là cái này nó sẽ bằng mi bằng 0,8, g bằng 10, m ở đây thì phải nhớ cho thầy là cả hai anh tham gia vào dao động, cho nên phải lấy tổng khối lượng của hai anh đấy, chứ không phải là lấy khối lượng của m 2 đâu nhá, là tổng của hai anh, tức là m1 cộng m2, m1 bằng 100, m2 bằng 150, tức tổng bằng 250, đổi ra kg bằng 0,25, chia cho k. K ở đây đầu bài cho bằng 100 newton trên mét. Đấy. Thế thì dễ dàng giải ra được 100 này rút gọn, còn 10 ở mẫu này, 0,25 tức 1/4 tức là 0,2. Thế thì nó sẽ bằng a sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 0,02 nếu tính là mét. Còn nếu tính là cm thì đổi ra nó bằng 2 cm. Đây là điều kiện. Để biên độ để cho nó không bị trượt, M2 không bị trượt trên M1. Đấy, đây là kiến thức liên quan đến lớp 10 một chút. Cũng chưa biết đâu được, người ta hoàn toàn có thể ra. Thế thì các em cùng suy nghĩ, cùng để ý xem có vấn đề gì hỏi thì thầy sẽ giải đáp tiếp tục. Được chưa? Xem lại cái bài này, xem lập luận có vấn đề chưa hiểu. Và các em cũng tiếp tục hỏi. Trước khi có các câu hỏi tiếp theo thì thầy muốn chia sẻ chúng ta về cái đề thi kỳ thi quốc gia chung của năm nay. Thế thì cái định hướng đổi mới thì có nhen nhóm từ lâu rồi, nhưng các em cứ yên tâm một điều là năm nay chưa có gì thay đổi so với năm đâu. Khi học sinh hỏi thầy vẫn trả lời là chúng ta chỉ thay đổi một chút là gộp kỳ thi đại học với kỳ thi tốt nghiệp. Thế cho nên lưu ý rằng lượng kiến thức cơ bản sẽ là tăng lên. Cho nên cứ học những cái cơ bản nhất thì nó sẽ chiếm ít nhất là 50%, không phải năm nay theo suy đoán của thầy nó khoảng 60%. Còn lại là những cái câu liên quan đến phân loại, đặc biệt là 9-10 thì phải có các câu khó. Và từ xưa đến giờ thầy hay thấy là nó hay khó về vấn đề dòng điện xoay chiều và dao động điều hòa, nhất là những cái vấn đề liên quan đến tổng hợp dao động. Đấy là các em lưu ý, và cứ yên tâm học theo cái nội dung của các thầy trên lớp, nội dung định hướng là theo các năm các em luyện đề thì các em vẫn đảm bảo. Tuy nhiên để có điểm cao nhất thì hãy để ý đến những cái bài thực hành. Ví dụ lớp 12 theo thầy biết là có khoảng 12 bài thực hành, thì ít nhất phải biết dụng cụ là cái gì, nguyên tắc làm nó là cái gì, người ta sẽ hỏi xung quanh đến cái dạng như thế. Hoặc là gì? Hoặc là người ta cho hình ảnh của một bộ thí nghiệm, đây là bộ thí nghiệm đo cái gì, hoặc là cho một số thông tin ở trên đó để khai thác. Đấy là một vấn đề. Hay là cái vấn đề mà các em hay bị yếu, đó là sự khai thác đồ thị để giải các bài toán. Đấy cũng là cái vấn đề mà các em cần quan tâm. Thầy đã nắm bắt được là đã có một bạn là hỏi thêm câu hỏi 24. Thầy lại cùng các em chữa câu hỏi 24. Nhiều bạn thắc mắc. Rồi.
Câu hỏi 24 là câu hỏi tính thời gian lò xo nén hay giãn trong một chu kỳ. Cái này đã có trong bài toán đại cương về con lắc lò xo. Nhưng chúng ta làm cũng không phải thuận tiện nếu mà chúng ta không nắm được cái bản chất. Bây giờ thầy sẽ vẽ một cái hình để các em hình dung ra cái loại bài này. Câu hỏi số 24 nói đến thời gian nén, thời gian giãn trong một chu kỳ. Các em quan sát cái hình của thầy. Vị trí cân bằng ở đây, đúng không? Thông thường là người ta chọn một trục thẳng đứng. À, và người ta hay chọn trục chiều dương hướng xuống dưới. À, góc O trùng vị trí cân bằng. Góc O đây. À, lò xo này ở vị trí cân bằng, nó bị giãn ra một đoạn delta L0, còn đoạn này là L0. Thế thì thời gian nén, thời gian giãn là như thế nào, tính như nào? Thầy sẽ hướng dẫn các em vẽ cái vòng tròn lượng giác theo cái trường hợp này. À, đây là trục OX rồi. À, hôm trước bình thường thầy hay vẽ vòng tròn lượng giác đây. Trục OX nằm ngang. Trục thẳng đứng đây. A, à, đây là A, đây là trừ A. À, hãy xoay cho thầy bao nhiêu độ? À, hãy xoay cho thầy 90 độ thì cái trục vuông góc nó lại sẽ nằm ở đâu? Nằm ở đây. Đúng không? Lắp vào cho thầy một cái vòng tròn. Vòng tròn lượng giác. Đấy. Vòng tròn lượng giác. Thế thì trong quá trình dao động lò xo nén giãn như thế nào? À, đây là biên độ A, tức là xuống vị trí là như thế nào đấy? Bị giãn nhiều nhất. Đây, vị trí này nó xuống tới vị trí này. À, lên tới vị trí này thì nó bị nén. Nó bị nén. Đúng không? Đây là trừ trừ A. Nhưng có những trường hợp cũng không bị nén nhé. Có những trường hợp không bị nén nhé. Trong suốt quá trình dao động nó luôn luôn giãn. Đấy, thế thì phải lưu ý ra, phải tính được delta L0. Nếu mà L0 lớn hơn A thì nó luôn luôn giãn trong quá trình dao động. Nhưng nếu mà L0, à delta L0 mà nhỏ hơn A thì rõ ràng nó vừa bị nén vừa bị giãn. À, thế thì nếu nó trải qua vị trí này này, vị trí này. À, nếu trải qua vị trí này thì là cái nơi trung chuyển của nó từ nén đến giãn. Thế thì từ đây trở xuống thì nó bị giãn, từ dưới này trở lên thì nó sẽ bị nén. Cho nên nếu xét vòng tròn lượng giác thì các em thấy là A nó đi theo cái vòng này này. Thì nó sẽ bị làm sao? Nó giãn, đi theo cái cung này thì nó giãn. Nếu đi trên cung trên là nén. Mà nói đến thời gian thì chắc chắn sẽ sử dụng vòng tròn lượng giác. Và chúng ta phải xét đến cái cung của nó, cái góc của nó quét được. À, giả sử thời gian giãn của đây thì chúng ta phải tính góc quét này. Thế thì tính góc quét này, thầy không cần tính cái phần nửa bên dưới. Nửa bên dưới này là bao nhiêu chu kỳ? Chu 1 phần 2 chu kỳ. Thầy chỉ cần tính cái này thôi. Cái cung này tương ứng với góc này. Cái cung này tương ứng với góc này. Và thầy chỉ cần tính một góc alpha mà thôi. Đúng không? Thầy chỉ cần tính một góc alpha, sau đó thầy nhân đôi. Đúng chưa? Và từ đó sẽ biết được góc 2 alpha. Và từ góc 2 alpha sẽ tính được gì? Tính được thời gian. Bây giờ thầy tính cụ thể. Trước tiên vào cái loại bài toán này, bao giờ cũng tính cho thầy delta L0. Delta L0 bằng bao nhiêu? Thầy xóa bảng này, bên này đi nhá. Delta L0 câu 24. À, delta L0 tức là độ giãn ở vị trí cân bằng thì luôn luôn bằng công thức là mg chia cho k. Đầu bài cho mg bằng bao nhiêu? K bằng 80, m bằng 200, g bằng 10. Rất nhiều bạn nhầm lẫn là không đổi ra kg, phải đổi ra kg.
Đấy, m sẽ bằng 0,2 nhân g bằng 10, k bằng bao nhiêu? K bằng 80. Thế bằng 1 phần, à cái này bằng 1 phần 40. Tức là bằng 0,025 mét. Đổi ra cm thì bằng 2,5 cm. Mà ở đâu đây đầu bài cho a bằng bao nhiêu? A bằng 5 cm. Bây giờ thầy sẽ tính được góc alpha này bằng cách tính cốt của nó. À, tính thông qua, không tính cốt của nó ở đây. Mà chúng ta nếu mà tính ở đây thì thầy phải tính sin đúng không? Bởi vì đoạn này thầy biết, đoạn này sẽ biết bằng delta L0 đúng không? Cả đoạn dài này chính bằng bằng a, cho nên thầy phải tính sin. Sin alpha. Sin bằng đối chia cho huyền. Đối chính là delta L0 chia cho a thì bằng 2,5 chia cho 5 bằng 1/2. Sin bằng 1/2 thì góc bằng bao nhiêu? Góc bằng 30 độ, tức là alpha bằng pi trên 6. Thầy phải tính hai góc bên này để tính ra thời gian, cho nên 2 alpha bằng pi trên 3. Được chưa? Thế thì thầy sẽ tính được gì? Tính được cái khoảng thời gian mà nó đi hai cái cung nhỏ này này, thì thầy gọi là delta t0 đi chẳng hạn. Delta t0 thì sẽ bằng pi trên 3 chia cho 2 pi nhân với t, đúng không? Thế thì cái này bằng t trên 6. Thế thì tổng thời gian của thầy là delta t bằng t trên 2 cộng với t trên 6 thì sẽ bằng bao nhiêu? Mẫu số chung là 6 chia 2 được 3, 3 cộng 1 là 4, 4t trên 6 tức là 2t trên 3. Bây giờ nhiệm vụ của thầy là phải tính chu kỳ t. Thầy biết k, thầy biết m. Rồi, delta t thầy viết lại bằng 2t trên 3. Delta t thầy viết lại bằng 2t trên 3. Rồi, thầy cần tính chu kỳ. Chu kỳ của thầy là delta t bằng 2t trên 3. Thầy tính chu kỳ t bằng 2pi căn bậc 2 của m chia cho k bằng 2pi nhân căn bậc 2 của m bằng 0,2, k bằng 80. 0,2 chia cho 80 tức là bằng 1/400. Căn của 400 thì bằng 20, cho nên cái này sẽ bằng pi trên 10 giây, đúng không? Thay vào delta t thì thầy sẽ có delta t bằng 2/3 nhân pi chia cho pi cho 10, rút gọn đi thì sẽ bằng pi trên 15. Thế thì kết quả của nó là pi trên 15 giây. Delta t đây, pi trên 15 giây. Đấy chưa? Đấy là cái vấn đề chúng ta cần quan tâm. Thực ra là cái đây là ứng dụng vòng tròn lượng giác để giải, nhưng mà chúng ta hơi khó hình dung đối với con lắc lò xo treo thẳng đứng, thì thầy khuyên rằng cứ lấy chiều dương hướng xuống dưới, sau đó trục vuông góc thì chúng ta vẽ nằm ngang, thì cứ vừa tưởng tượng bên hình, vừa tưởng tượng bên vòng tròn thì sẽ hiểu rõ hơn. Các em cứ tiếp tục đưa ra những cái câu hỏi và có thể trao đổi những cái vấn đề liên quan đến kỳ thi quốc gia năm nay, thì thầy có thể biết được thông tin gì thầy sẽ cũng chia sẻ cho các em thông tin đó, và các em tăng cường thắc mắc để thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta. À, tiếp tục lại có bạn hỏi thầy câu 21. À, tức là có rất nhiều vấn đề đây. À, câu 21 thầy nghĩ sẽ nhiều người bị nhầm lẫn, nhưng trước tiên thì chúng ta phải quay xem trở lại câu 21 nó nói về cái gì. À, thầy kiểm tra lại. À, câu 21 nếu mà ở đây thì chưa sửa, nhưng các em nhớ cho thầy là sửa lại cho thầy là x bằng 5 căn 2 cốt pi t cộng pi trên 4. Lỗi đánh máy, thầy ra là pi chứ không phải là 2 pi, cho nên trước tiên hãy chữa cho thầy thành
cốt pi t cộng pi trên 4 cái đã. Thầy viết lại cái phương trình này để chúng ta nắm bắt được. Thôi viết ra đây. Tức là dù vấn đề nào đi, chúng ta cũng thấy có những cái thắc mắc khác nhau. Mỗi người có một cái thắc mắc về những cái vấn đề riêng. Đối với người này thì dễ, nhưng người khác là khó, chuyện bình thường. Cho nên các em cứ hỏi, không sợ là mình hỏi như thế là mình kém. Câu 21, thầy chốt lại cái phương trình của thầy là x bằng 5 căn 2 cos pi t cộng pi trên 4 cm. À, đây cũng là loại bài toán thông dụng, ứng dụng vòng tròn lượng giác để giải. Và bài toán này là bài toán tìm thời điểm khi nó đi qua một ly độ nào đó, tức là thỏa mãn một điều kiện nào đó. Ở đây cụ thể người ta bảo là chuyển động qua vị trí có ly độ x bằng trừ 5 theo chiều dương của trục OX. Đây. Thế thì trước tiên chúng ta phải xem là ở ly độ đấy là vị trí nào trên vòng tròn lượng giác. Thầy có hai bước như sau. Bước thứ nhất, thầy phải vẽ được cái hình rồi đã. X, một cái trục thẳng đứng này, thầy cũng không cần phải đặt tên. Đây là biên độ nào là 5 căn 2. Thầy để 5 căn 2 trừ 5 căn 2. Bước đầu tiên thầy phải xác định xem ly độ đó ứng với điểm nào trên đường tròn. Ứng với điểm nào trên đường tròn? Nó có ly độ là âm 5. Âm 5 thì bên này. Âm 5 bên này. Đây, khoảng chỗ này. Âm 5. Thế thì trước tiên thầy phải lấy một trục thẳng đứng, lấy một đường thẳng đứng cắt với đường tròn tại điểm nào? Có hai điểm thỏa mãn đều là âm 5 trên vòng tròn lượng giác. Thế thì các em chọn điểm nào? Điểm nào? Thế thì phải căn cứ thêm là nó đang chuyển động theo chiều nào? Chiều dương hay chiều âm? Ở đây người ta bảo đang chuyển động theo chiều dương của trục OX. Chiều dương của trục OX. Thì nó đang chuyển động như này. Nếu chuyển động như này thì tiếp tục nó về phía chiều trục âm. Còn chuyển động như thế này với là theo chiều dương. Còn cái này là đi theo chiều âm. Thế thì cái điểm chúng ta chọn điểm xuất phát, điểm M0 ở đây. Thế thì tương ứng với góc là góc nào? Góc này là góc phi, thầy gọi là góc alpha đi. Gọi là góc alpha. Thế thì alpha này là âm hay dương? Nó bên dưới trục OX thì phải lấy cho thầy là âm. Nhưng khi tính toán thì tính toán bằng đại số thôi. Là tính toán bằng số học thôi, là độ lớn hình học. Thì chúng ta tính là số, nhưng khi thay vào biểu thức lượng giác thì phải lấy là dấu âm. Ở đây là âm 5. Cái này là 5 căn 2, dễ dàng tính được góc này. Cốt góc thì gọi là góc beta đi. Cốt beta dễ dàng tính được bằng 5 chia cho 5 căn 2 bằng căn 2 chia cho 2, đúng không? Thế thì góc beta sẽ bằng pi trên 4, thì từ đó suy ra góc alpha sẽ bằng bao nhiêu? Cả cái này là pi trừ pi trên 4 thì bằng 3 pi trên 4. Đấy. Thế thì bước đầu tiên làm đến alpha bằng pi trên 4. Bước tiếp theo chỉ việc đây thay vào cái pha của nó thôi. Pha của nó chính bằng 3 pi trên 4. Nhưng mà lúc nào thì nó lại lại trở lại vị trí này, thì nó đi quay được cả một vòng tròn thì nó sẽ trở lại vị trí này. Mà trở lại vị trí đó thì cho về mặt toán học thì cộng thêm K2pi. Tức là pt trừ cộng pi trên 4 bằng bao nhiêu? Bằng trừ 3 pi trên 4. Đấy. Cộng với K2pi. Từ đây thầy dễ dàng tính ra được T sẽ bằng trừ 1. Trừ 3 pi trên 4. Trừ pi trên 4 là trừ pi. Trừ pi trên pi là bằng trừ 1. Chỗ này cộng với 2K. Đến đây nhiều người tắc. Thưa thầy, em ra âm 1 cộng 2K mà thầy có đáp án là gì?
là 1 cộng với 2k. Thế thì làm như thế nào? À, đây là các em chưa sử dụng đến một cái điều kiện là vì là thời gian hay là thời điểm cho nên nó phải lớn hơn bằng bằng 0. Mặc t lớn bằng 0 thì lúc này chúng ta phải thấy là k lớn hơn hoặc bằng 0,5. Đấy, k lớn hơn 0,5 thì k nó phải bằng bao nhiêu? K bằng mấy? 1. Không thể là bằng 0 được. 1 2 3. Nếu đáp án cho bằng này, biểu thức này và k bằng 1 2 3 chắc chắn là đúng. Nhưng đầu ai không có đáp án nào đây. Thế thì lại có đáp án 0 1 2 làm thế nào? 1 2 nếu mà thầy cho k bằng 0 1 2 thì biểu thức chúng ta phải viết lại như thế nào? À, nếu thầy lấy k, nếu lấy k k phẩy bằng k cộng 1 thì k phẩy nó sẽ chạy bằng bằng 0 1 2 vân vân, được chưa? Thế thì thầy thay k phẩy vào đây thì thầy sẽ có là t bằng trừ 1 cộng với 2 k phẩy, à xin lỗi, 2 k cộng 2 k cộng, à xin lỗi, là thầy thay k phẩy bằng k cộng 1 thì lúc này k nó sẽ chạy từ 0 1 2, còn k phẩy thì nó giống k là chạy 1 2 3. Thế thì đây là ký hiệu khác nhau đi thôi, nhưng thực tế bản chất của k phẩy chính là k, đúng không? Thế thì ở đây chính bằng gì? 2 nhân k, được rồi, 2 nhân 1 bằng 2 cộng với, à trừ đi 1 thì bằng 1 cộng 2k. À, thế thì chúng ta có thể hiểu là có thể viết bằng biểu thức 1 cộng với 2k với k bằng 0 1 2 vân vân. Thế thì có hai cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất là t bằng trừ 1 cộng 2k nhưng k chạy 1 2 3. Nhưng chúng ta hiểu, có thể hiểu là 1 cộng với 2k với k chạy từ 0 1 2 3. Đây là điều mà chúng ta kém toán học thì chúng ta sẽ không làm được, nhưng bạn nào khá một chút toán thì sẽ làm ra điều này. Cho nên tại sao đáp án của thầy nó là đáp án là đáp án D. Có nhiều bạn cũng loay hoay chả biết là tại sao lại có đáp án này. Thì mãi không có đáp án chỉ ra là trừ 1 cộng 2k mà chưa quan tâm đến cái điều kiện này. Nhớ cho thầy điều kiện này. Không nói gì, tức là xét từ thời điểm ban đầu, đúng không? Còn có những trường hợp người ta bảo là kể từ sau thời điểm t bằng 1 giây thì lúc đấy t phải lớn hơn hoặc bằng 1, hoặc là sau thời điểm t bằng 3 giây thì phải giải phương trình, à giải cái bất đẳng thức với t lớn hơn hoặc bằng bằng 3. Đấy là các em phải lưu ý đến cái điều kiện của bài toán. Bài này chúng ta cũng hay bị nhầm. À, như thế là cái đề của 21 chúng ta đã thay đổi là đáp án đúng rồi, đúng không? Thế thì tiếp tục các em có những cái vấn đề gì ngoài những cái câu hỏi liên quan đến câu cụ thể thì các em có thể hỏi những cái vấn đề liên quan đến nó hoặc là câu hỏi tương tự như nó mà các em không giải được thì thầy sẽ giải đáp. À, tất nhiên là những cái câu dễ thì có những người cũng lại kêu khó, nhưng mà các câu dễ thì thầy có thể định hướng được cái cách làm. Thầy lấy ví dụ như câu số 1. Câu số 1 thì đơn giản, cái biểu thức liên hệ. Câu số 2 cũng biểu thức liên hệ. Câu số 3 thì sao? À, câu số 3 thì phải nhớ thêm, chúng ta biết là động năng và thế năng nó biến thiên với chu kỳ hay là tần số góc là bao nhiêu. Động năng thế, à, xin lỗi, là động năng sẽ có công thức là động năng bằng 1 phần 2 mv bình, mà v có biểu thức của hàm sin, đúng không? Thế thì nó sẽ bằng 1 phần 2 mv bình, tức là a bình omega bình sin bình omega t cộng phi. À, chúng ta biết là hạ bậc của sin thì hàm cos, cho nên bên trong nó sẽ xuất hiện 2 omega. Thế thì tần số góc của động năng sẽ tăng gấp đôi, đồng nghĩa với việc chu kỳ giảm đi một nửa. Thế thì chu kỳ của dao động
là chu kỳ của X, của V. Còn chu kỳ dao động của động năng, thế năng là T trên 2, đúng không? Thầy tính T, sau đó chia đôi thì thầy sẽ biết được là chu kỳ của động năng. Chu kỳ của dao động là 2pi trên omega, tức là 2pi trên 4pi, tức là 1/2, 0.5 thì chia đôi. Cũng có vấn đề thầy muốn trao đổi những cái câu chúng ta dễ nhầm lẫn. Thầy lấy ví dụ như thế này. Thầy lấy ví dụ như là gia tốc của vật có giá trị cực đại khi các em hay nhầm là độ lớn, hay là nếu mà người ta hỏi là độ lớn gia tốc có giá trị cực đại là bao nhiêu, thì chúng ta có cái công thức là A max bằng omega bình nhân với A. Nhưng ở đây người ta hỏi là gia tốc có giá trị cực đại khi nào? Giá trị cực đại khi nào? Gia tốc có giá trị cực đại là đây, đúng không? Thế thì nó ở đâu mà có bằng omega bình A? Nó ở vị trí nào? Thế thì hãy dựa vào biểu thức là A bằng trừ omega bình x. Thế thì khi x nhỏ nhất thì A lớn nhất, tức là khi x bằng trừ A thì nó ra biểu thức này. Có nghĩa là nó ở vị trí biến âm. Chỗ này chúng ta cũng hay bị nhầm nhá. Chỗ này cũng hay bị nhầm, cứ tưởng là ở vị trí cân bằng là gia tốc lớn nhất, nhưng sai, ở vị trí biên mới là gia tốc lớn nhất. Hoặc là người ta hỏi là vận tốc đổi dấu ở đâu? Rất nhiều người bảo là vận tốc đổi dấu khi nó qua vị trí cân bằng. Sai, nó đổi dấu ở vị trí biên. Đấy, chính vì thế cho nên là chạy theo cả cái chiều này thì vận tốc âm vì ngược chiều dương. Chạy theo chiều này thì vận tốc dương. Nó đổi dấu ở đây này, chứ không phải đổi dấu ở vị trí cân bằng đâu nhá. Có nhiều người sai. Tiếp tục nữa là vận tốc dao động có giá trị âm khi nào? Câu 18. Tất nhiên là nhiều người nắm chắc kiến thức thì không sao, nhưng có người bị nhầm đấy. Bởi vì là cứ nghĩ là nó ở vị trí bên ly độ âm là vận tốc cũng âm, nhưng không phải đâu, nó phải phụ thuộc vào xem nó chiều nó chuyển động như nào. Nếu mà nó chuyển động ngược chiều dương thì là vận tốc nhỏ hơn không. Nó chuyển động cùng chiều dương thì vận tốc là dương. Có thể nó ở biến âm nhưng nó vẫn chuyển động theo chiều dương. Đấy là cái điều chúng ta cần lưu ý. Hoặc câu 19 cũng dễ có người nhầm và dễ có những người làm bừa. Thầy cho 4 đáp án, trong đó có 3 đáp án biểu thức là sin, 1 đáp án biểu thức là cos. Những anh làm bừa bao giờ cũng chọn đáp án A, bởi vì nó có liên quan đến cos, hàm chuẩn, đúng không? Mà các em không nghĩ rằng hàm sin cũng là một hàm dao động điều hòa, chỉ có điều là người ta đổi pha ban đầu đi thì nó chuyển thành sin thôi. Đấy, thế thì ví dụ như cái này thì câu đúng phải là đáp án D. Khi nào viết ra biểu thức của cos rồi, người ta chuyển thành biểu thức của sin theo cái quy luật chuyển từ sin sang cos và từ cos sang sin. Đây cũng là vấn đề chúng ta hay bị nhầm. Thì có có câu 16, có các bạn đang hỏi tại sao lại đáp án C. Câu 16 có lẽ là thầy sẽ hướng dẫn các em câu 16. Câu 16 tại sao đáp án C? Đây cũng là một vấn đề nha. Câu hỏi không khó nhưng dễ mắc sai lầm. Bởi vì chúng ta không hiểu rõ bản chất. Câu số 6. Xin lỗi, là câu 16. Câu 16. X bằng 4 sin 100 pi t. Xin lỗi, là 10 pi t. Pi t cộng pi trên 6. Tại sao người ta lại bảo câu C là câu đúng? Có người pha ban đầu của nó là pi trên 6 luôn. Sai. Bởi vì hàm chuẩn của chúng ta phải là hàm gì? X bằng A cos omega t cộng với phi. Được chưa? Thế đã chuyển về chuẩn chưa? Đây là sin, đây là cos. Thế thì từ sin chuyển về cos làm như nào? Từ sin chuyển về cos, đây thầy chuyển luôn nó xuống đây. X bằng 4 cos. Và đảm bảo cho thầy là cái hệ số trước cos phải là hệ số dương nhé.
để hệ số âm thì pha ban đầu cũng là chưa đúng đâu. Thế thì chuyển từ cốt là từ sin về cốt thì chỉ việc cộng thêm bên trong pha này, à xin lỗi, chỉ việc trừ thêm bên trong pha này một góc pi trên 2, tức là 10 pi t cộng pi trên 6 trừ đi pi trên 2, thế thì nó sẽ bằng 4 cốt 100 pi t, à 10 pi t trừ đi pi trên 3. Chính vì thế phi ở đây sẽ bằng trừ pi trên 3. Rất nhiều người mắc sai lầm, nhìn loáng thoáng cho phi bằng pi trên 6 là sai. Hoặc là nếu mà nó có dấu âm thì phải lưu ý, âm là khác với nhau. Đấy, nếu mà bài này là cho là âm 4 thì khi chuyển về cốt thì chúng ta phải cộng thêm pi trên 2. Nhưng dương mà chuyển thành cốt thì chỉ việc trừ đi pi trên 2. Cái này xem lại toán thầy không giải thích nhiều. Đây cũng có câu hỏi bạn và ngày xưa lại dùng hàm sin. Đúng như thế, hàm sin thì nó không phù hợp với cái mối quan hệ của chuyển động tròn đều với dao động điều hòa, cho nên từ sách mới cải cách thì người ta đã chuyển thành hàm cốt. Ngày trước học dao động điều hòa là hàm sin, đến bây giờ với là hàm cốt. Hàm cốt thì nó chuẩn theo quy luật hơn. Có bạn hỏi câu 5. Câu 5 cực kỳ dễ. Câu 5 quá dễ. Câu 5 này thì không nghĩ là các em không làm được đâu. Lực đàn hồi cực đại. Lực đàn hồi cực đại có công thức rồi. Và đây khi nói đến lực đàn hồi, người ta không hỏi đến dấu bao giờ cả, và người ta chỉ hỏi đến độ lớn này. Người ta không hỏi phương chiều, thì lúc nào cũng hỏi độ lớn thôi. Thế thì lực đàn hồi thì bằng độ lớn là bằng K trị tuyệt đối delta L. Còn lực đàn hồi mắc bằng K nhân với A. Tính K tính A thay vào là ra. Và phải phân biệt cho thầy lực đàn hồi với lực phục hồi. Xem cái bài giảng của thầy thì thầy sẽ nói về lực đàn hồi và lực phục hồi khác nhau chỗ nào. Đấy. Đối với trường hợp là con lắc lò xo nằm ngang thì lực phục hồi và lực đàn hồi là trùng nhau. Nhưng con lắc lò xo treo thẳng đứng thì là khác nhau. Có nhiều bạn là làm rất tốt những cái câu này. Và những cái câu mà thầy liệt kê là khoảng 13 đến 14 câu đầu, đấy là những cái câu rất cơ bản mà các em hoàn toàn có thể sẽ làm được. Và cái điều mà thầy lưu ý là các em nên biết cách hình thành công thức, chứ đừng học thuộc lòng. Thầy lấy ví dụ như một cái câu như thế này là không cần học thuộc lòng này. Câu là câu 13: ở vị trí nào thì động năng của con lắc lò xo có giá trị gấp n lần thế năng của nó. Thế nên làm như thế nào để ra công thức? Rất dễ thôi. Chúng ta chỉ việc làm như thế này này. Ví dụ câu 13 này. Thầy luôn luôn dạy học sinh là biết cách thiết lập, chứ đừng có học thuộc lòng. Động năng bằng n lần thế năng. N lần thế năng. Mà động năng cộng thế năng bằng cơ năng. Đúng chưa? Thế chúng ta thay thế năng vào, thì ở đây thay động năng vào đây thì thầy sẽ có n cộng 1 nhân với thế năng bằng cơ năng. Mà công thức tính thế năng có rồi, bằng 1 phần 2 k x bình. Cái này bằng 1 phần 2 k a bình. Rút gọn đi thì dễ dàng có x bình bằng a bình chia cho n cộng 1. Từ đó suy ra được x bằng cộng trừ a chia cho căn n cộng 1. Đấy. Cho nên người ta hay có thể nhận biết nhanh đó là gì? Đó là nếu mà x bằng a trên 2, tức là n bằng 1, tức là động năng bằng thế năng. À chứ là bằng a chia cho căn 2 thì động năng bằng thế năng. Đúng không? Còn là nếu mà x bằng a trên 2 thì động năng bằng 3 lần thế năng. Thì thông thường người ta có hai cái dữ kiện như thế người ta hay dùng.
Ví dụ như đề thi đại học năm vừa rồi thì cũng cũng dựa vào vào đây để dựa vào cái động năng mà bao nhiêu lần thế năng để người ta tính được cái ly độ ở thời điểm 1 và tính được ly độ thời điểm 2 để giải bài toán liên quan đến việc tính thời gian đi từ x1 hoặc là đi từ t1 đến đến thời điểm t2. Đấy là các em lưu ý. À, có bạn nói là f đàn hồi mắc bằng k l0 cộng a. Đấy là sai nhá. Delta l0 cộng a. À, công thức tổng quát của nó phải là f đàn hồi cực đại là a cộng delta l0. Nhưng mà con lắc lò xo nằm ngang thì delta l0 bằng 0, cho nên người ta hay viết bằng k nhân với a. Đúng không? Đúng không? Còn con lắc lò xo treo thẳng đứng thì delta l0 mới là k0. Đấy. Cho nên tại sao f đàn hồi và f phục hồi có giá trị bằng nhau, à, cực đại có, đàn hồi và phục hồi có giá trị bằng nhau, có giá trị bằng nhau bởi vì delta l0 bằng 0 và lúc đó là x chính bằng delta l, đúng không? Thế thì cái biểu thức của f phục hồi này này, f phục hồi về biểu thức có dấu là bằng trừ kx, à mà x lại liên quan đến a luôn. Đấy, cho nên nó trùng trùng nhau. Được chưa? Không phải l0 đâu, l0 là gì? L0 là chiều dài tự nhiên, mà khi nói đến lực là do cái độ biến dạng của lò xo sinh ra, cho nên bao giờ cũng phải là delta l. Thế thì cái ký hiệu delta l trong vật lý rất hay ở chỗ là cứ nói đến delta là nói đến sự biến thiên. Đấy, cứ nói delta là sự biến thiên. Ví dụ delta v thì độ biến thiên về vận tốc, delta v kép d độ biến thiên động năng. Đấy, delta x thì độ biến thiên về ly độ, ví dụ thế. Thì cứ có delta đầu là gọi là độ biến thiên. À, cái có bạn hỏi về cái vấn đề là hôm nào chữa thì tạm thời cái định kỳ của thầy là cứ tối thứ bảy hàng tuần vào cái khung giờ 8:30 thầy để đưa ra một số đề và thầy giúp các em chữa đề đó. Và đồng thời lắng nghe những cái câu hỏi của các em liên quan đến đến các vấn đề có thể liên quan đến thi cử, liên quan đến đến cái dạng bài đó nó có bị khúc mắc chỗ nào em chưa hiểu. Thế thì cái đấy là phải đọc trước, phải xem trước thì phải hỏi. Nếu mà trong phạm vi là thầy trả lời được ngay thì thầy sẽ giải đáp. Nếu mà thầy phải tính toán thì thầy sẽ gợi ý cách làm. Sau đó chúng ta thầy có thể các em có thể gửi email cho thầy, thầy có thể giải chi tiết để gửi lại cho các em. Thì thầy hoàn toàn có thể hỗ trợ các em trong quá trình các em không trực tiếp nghe thầy giảng. Đấy. Thế thì nếu mà có vấn đề gì liên hệ thì các em có thể qua cái trang tuyển sinh 247.com thì các em có thể biết được nhiều điều. Có thể là người hỗ trợ thầy sẽ trả lời các em, cũng có thể là qua người đó thầy sẽ trả lời các em. Các em không lo. Bởi vì các vấn đề chúng ta có thể trao đổi thì lúc đó chúng ta mới hiểu rõ được cái bài tập. Và nhất là những cái bạn là học ban D thì theo định hướng của thầy năm nay nên thi thêm môn lý để thêm tăng thêm cái khối A1. Và theo được thông tin thầy biết thì hầu hết các trường là người ta không thay đổi nhiều lắm về khối thi. Ví dụ như là kinh tế quốc dân thì vẫn có thể A hoặc là D, hoặc là đại học Bách Khoa chắc là A. Đấy, và rất nhiều trường sẽ tăng lên A1. Và hiện tại năm nay thì chưa có gì thay đổi nhiều. Cứ trường nào định thi thì cứ vẫn học bình thường. Ví dụ như là Bách Khoa thì đi toán lý hóa, đại học sư phạm thích làm thầy giáo như thầy thì lại cũng đi toán lý hóa, đúng không? Ừ. Rất nhiều bạn là muốn ra đề về vấn đề sóng cơ. Sóng cơ là vấn đề đúng là khó thật. Đúng là khó thật. Tại sao lại khó? Bởi vì kèm không được liên hệ thực tế. Các em nó có nhìn được gì đâu. À, nhìn được mỗi một chút là sóng nước giật rình. Tôi cũng chả biết nó giao thoa như nào. Rồi, thầy sẽ cho một cái đề về sóng cơ vào tuần sau. Được chưa? Hôm sau thầy sẽ chữa và chúng ta trao đổi về vấn đề sóng cơ học. Đấy, thế thì thực ra sóng cơ học rất nhiều như thế, nhưng mà tự chung lại cái dạng của nó cũng không có nhiều đâu. Giao thoa rồi là giao thoa xong rồi lại liên quan đến cái sóng âm, người ta cũng hay hỏi. Với nhất là bây giờ nó lại liên hệ đến âm nhạc, nhạc lý đấy, thì người ta lại hay ra câu hỏi. Ví dụ đề năm vừa rồi đấy, liên quan đến câu hỏi nhưng cực kỳ dễ. Thế thì sóng cơ đúng là nhiều người lơ mơ thật. Sóng cơ không dễ đâu. Tưởng tượng nó khó, tưởng tượng cái đường hyperbol của ai nhìn thấy đâu.
Đấy, chỉ có các thầy làm thí nghiệm với thí nghiệm cực kỳ chính xác các thầy mới nhìn thấy cái hình ảnh hyperbol, đúng không? Vì các em không nhìn được hình ảnh cho nên nhớ lại trong đầu thông thường là thuộc lòng công thức, chứ được hình dung ra thực tế như nào, nó giao thoa như nào để có điểm đứng yên, có điểm là dao động mạnh nhất. Cái này chúng ta phải được làm thí nghiệm. Cho nên bạn nào ở lớp ở trường có thí nghiệm thì đòi thầy dạy lý nha, lên phòng thí nghiệm, thầy ơi cho em làm cái này làm cái kia, biết dụng cụ là cái gì, à biết cách làm thao tác, còn có thể làm kết quả nó chưa đúng, chuyện bình thường, bởi vì chúng ta bị sai số nhiều yếu tố. Đã. Nếu mà có điều kiện thì một buổi nào đó thầy sẽ giới thiệu cho các em một loạt các bộ thí nghiệm của lớp 12 thông qua cái chương trình này, thì các em cũng hình dung được ra những cái thí nghiệm cơ bản của lớp 12. Thậm chí thầy có thể nói một số cái thí nghiệm của lớp dưới. Đã. Hiện tại thì thầy đã có một hệ thống cái thí nghiệm mô phỏng của một trung tâm sản xuất thiết bị của trường đại học sư phạm, thì có thể chia sẻ, nếu có thể chia sẻ được qua mạng thì thầy sẽ chia sẻ để các em hình dung rõ hơn. Rồi, nhiều bạn vẫn chưa biết là thời gian thầy chữa bài là như thế nào. Hiện tại là vẫn khung giờ 20 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần. Thầy sẽ ngồi đây trao đổi với các em. Các em hãy bố trí lịch để thời gian đó đặt cho mình một khoảng thời gian trống, tích vào trong cái tờ giấy nhớ của mình. Câu hỏi A, câu hỏi B, câu hỏi C định hỏi cái gì, vướng mắc ở đầu bài hay là vướng mắc ở việc không biết cách giải, không biết sử dụng công thức nào, thì lần sau sẽ không bị vấp vào. Các em sẽ được tư vấn, được trao đổi trực tiếp, không phải môn lý đâu, các môn khác nữa. Thì cái lịch mà của tuyển sinh 247 TV sẽ được đưa lên cập nhật hàng ngày ở cái trang web này, thì các em cứ vào và xem được cái lịch thầy dạy toán buổi nào, thầy dạy lý buổi nào, thầy cô tiếng Anh buổi nào, cô dạy văn dạy buổi nào, và quả thực là rất là hữu ích. Biết đâu là các bạn là học khối A nhưng lại nghe cô dạy văn dạy lại thi thêm văn thì lại được thêm cơ hội các khối khác nữa, đúng không? Chả tội gì. Thầy nghĩ rằng là ở trên lớp chúng ta vẫn phải nên nghe các thầy nhá. Nhưng mà nhiều bạn là có cái tư tưởng là thôi đằng nào cũng phải đi học thêm, cho nên trên lớp cứ ngồi chơi làm việc khác giải bài. Đừng làm như thế, bởi vì trong quá trình các thầy dạy trên lớp, bao giờ các thầy cũng liên hệ thực tế, chúng ta cũng dễ nhớ hơn và cũng biết thêm và củng cố được cái kiến thức đó. Thì cứ hãy dành thời gian chăm chú nghe ở trên lớp, chứ đừng coi thường cái giờ đó. Thầy dạy học trên lớp thì cũng để ý một số anh chị lớp 12, một số bạn lớp 12 cùng với các em là lên lớp 12 bao giờ cũng tư tưởng là chả học cái gì, lên lớp ngồi cho nó đủ xong là đi học thêm. Đấy là cái điều không nên. Hiện tại thì trong quá trình là thầy không trực tiếp trao đổi trên cái chương trình của tuyển sinh 247 thì các em có thể gửi email cho thầy. Các em có thể ghi cái email của thầy. Email của thầy là toàn pq a còng à toàn pq 247 a còng gmail.com. Không biết các bạn có bạn nào muốn trao đổi nữa không nhỉ? Facebook của thầy là họ và tên đầy đủ thôi. Họ và tên đầy đủ theo cái account thầy đăng chat với các em. Thì các em vào thì chúng ta sẽ cùng trao đổi. Thế mà chả có đứa nào hỏi thầy là thầy dạy ở đâu nhỉ? Không hỏi thầy dạy ở đâu thì làm sao mà biết liên hệ? Các em sẽ add Facebook của thầy và liên tục hỏi, cùng trao đổi. Nhiều khi là trong quá trình hỏi thầy chưa trao đổi thì cũng có bạn biết, thì bạn sẽ comment lại và chúng ta sẽ có những cái kiến thức tuyệt vời. Những cái câu hỏi ngoài như cái câu hỏi của bạn Linh Linh thì chắc là thầy sẽ không trả lời, vào Facebook thầy sẽ biết ngay. Thế thì để học tốt thì vấn đề chúng ta phải chăm nhá. Ngày xưa thầy sở dĩ là thầy có đến ngày hôm nay là thầy chăm, chứ không phải là thầy quá thông minh. Đi học thì cũng chăm chỉ thôi, lúc nào phải ghi chép rất là đầy đủ. À có bạn lại bảo ngại
vào Facebook của thầy sẽ biết thầy xem có vợ chưa, bao nhiêu vợ rồi và có bao nhiêu con đấy nhá. À, có nhiều bạn so sánh rất thú vị. Không biết bạn Linh Linh là đến từ cái trường nào nhỉ? Có thể cho thầy biết được không? À, Hải Phòng cũng rất là nhiều người giỏi. Chúc mừng. Hy vọng rằng là sang năm được gặp em trên Hà Nội. Gặp em trên Hà Nội ở một trường đại học nào đó. Nếu mà trường đại học sư phạm thì quá tốt. Vì thầy rất quen rất nhiều các thầy cô khoa lý và giờ bây giờ hiện tại vẫn liên lạc, trong đó có những cái thầy cô thường xuyên ra đề thi đại học năm nay. Đấy. Và bất kể những vấn đề gì nếu mà cần thiết gấp gáp thì có thể gọi điện thoại cho thầy. Tuy nhiên những cái thời gian mà thầy trống, những thời gian trên lớp thì chắc chắn thầy không nghe điện thoại. À, lại có một bạn từ Việt Trì cũng rất là tuyệt vời. Quan tâm như thế này thì thầy nghĩ các em sẽ có thành quả. Tuy nhiên là cái thời gian mà ở trên mạng cũng hạn chế, thời gian để dùng cho nghỉ ngơi và những cái buổi cuối tuần thì yên tâm vì hôm sau được nghỉ chủ nhật rồi, những cái buổi bình thường thì phải sắp xếp cái thời gian, bởi vì tâm lý cũng rất là quan trọng, sức khỏe cũng quan trọng. Bây giờ các em mệt thì hôm sau thứ nhất là không thu được kết quả học tập tốt, thứ hai là mệt mỏi thì càng ngày nó càng kéo chúng ta kém đi, cho nên chế độ ăn uống rồi là học hành, nghỉ ngơi thì cũng phải rất là điều độ, vạch cho mình một cái kế hoạch đàng hoàng, thời gian nào học môn gì. Đấy, các môn phụ thì học bao nhiêu thời gian, các môn mình thi đại học thì tập trung bao nhiêu thời gian, và phải nhớ thầy nghỉ ngơi đủ cái lượng trong một ngày. Ít nhất các em bây giờ các em thi đại học thì có thể nghỉ chỉ ngủ 5-6 tiếng thôi, nhưng phải đảm bảo 6 tiếng, ít nhất phải 6 tiếng. Thì không lẽ cứ thức đến 1 giờ hôm sau mệt không tiếp thu được cái gì cả. Ờ, có bạn trong miền Nam cũng không có sao cả. Bây giờ chúng ta có thể trao đổi nhiều cái thông tin. Khoảng công nghệ thông tin phát triển, chúng ta càng nối gần được khoảng cách. Và các bạn miền Nam thường là rất là năng động đấy. Cho nên nếu mà tham vọng muốn thi ra một trường đại học miền Bắc thì cứ cố gắng luyện thi là, học trên lớp, xong là có thể tham khảo một số trang mạng, có thể các trang mạng khác hỏi thầy hoặc cô, thì thầy nghĩ là các em cũng hoàn toàn có thể đạt được ước mơ của mình. Và hy vọng rằng các em khi tham gia cái website của tuyển sinh 247 có thể lập thành một cái group chung để chúng ta trao đổi các vấn đề liên quan đến vật lý. Đấy. Thế thì từ đó thì thậm chí các em là giúp đỡ nhau. À, còn vấn đề khúc mắc là thầy vào đấy, thầy xem có vấn đề gì thầy chuẩn bị trước, thầy chia sẻ trao đổi, thì từ đó các em sẽ thường xuyên có những cái giải đáp một cách kịp thời nhất. Lại có bạn Ninh Thuận, thầy đã từng đi vào Ninh Thuận tập huấn. Nam Định thì lại là quê thầy đây. À, chắc là hôm nay là rất nhiều người mai được nghỉ cho nên có thể thức muộn đúng không? Chúng ta nên tập trung những cái vấn đề liên quan đến kế hoạch học như thế này. Ngoài những câu hỏi ở trên thầy vừa liên quan đến đề thì các em có hỏi gì nữa không? À, tạm thời chưa nghĩ ra cái gì. Thế thì hãy lên mạng xem lại các câu hỏi mà thầy mới cho, xem đáp án đó được chưa, hiểu chưa, xem các bài khác liên quan đến nó nữa. Rồi. Và chắc là không có bạn nào hỏi nữa thì chúng ta sẽ kết thúc bài học ở đây.
kết thúc cái buổi trao đổi ở đây, không phải hai bài học mà kết thúc buổi trao đổi ở đây, và hẹn gặp lại các em ở trong các buổi trao đổi tiếp theo. Và hy vọng là với những cái buổi trao đổi này, quan tâm thêm một chút nữa để luyện thêm bài tập nhiều nữa ở các trang mạng, không phải là ngoài tuyển sinh 247 đâu, các trang khác cũng rất là nhiều, thì hãy quan tâm đến nó và có được những cái kiến thức một cách toàn diện nhất, và chúng ta bước vào các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia chung một cách hiệu quả nhất. Và hẹn gặp lại các em ở các buổi tiếp theo, cũng như là mong muốn rằng có thể gặp lại em ở một cái giảng đường đại học nào đó tại thành phố Hà Nội. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các em.